Bật đèn sofa. Chắc chắn rồi, đang bật sofa light lên. Hey Google, turn on living room light. Xin chào các bạn, mình là Nam Em. EZV là một cái thương hiệu sản xuất camera rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta, nhờ vào là giá sản phẩm rất là dễ mua và chất lượng thì cực kỳ ổn trong tầm tiền. Nhiều anh em không biết được rằng là ngoài sản xuất camera, EZV còn sản xuất những thiết bị smart home nữa, ví dụ như là bóng đèn thông minh, cái mẫu bóng đèn là LB1 đèn màu hoặc là LB1 đèn trắng, rồi có cái ổ cắm thông minh nữa. Lúc nãy mình cũng demo cho anh em xem á, đó là demo cái bóng đèn LB1 đèn màu. Rồi mình còn demo thêm cái ổ cắm thông minh, nhưng anh em không thấy ổ cắm bởi vì lúc nãy là mình cắm cái đèn sofa của mình vào trong cái ổ cắm thông minh là cái ổ cắm T30B. Rồi mình dùng Google Assistant mình tắt hoặc mở cái đèn đó thông qua cái app của Google Assistant. Tắt đèn sofa. Chắc chắn rồi, đang tắt sofa light đi. Thì bóng đèn của mình, cái bóng đèn trang trí của mình là bóng đèn thông thường, nhưng mà nhờ vào cắm vào cái ổ cắm EZV T30 này mà mình biến nó thành bóng đèn thông minh, có thể hẹn giờ tắt, hẹn giờ mở, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển qua app, rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng xem xét kỹ những cái sản phẩm này của EZV ha, gồm có những bóng đèn thông minh và những cái ổ cắm thông minh. Bóng đèn thông minh EZV LB1 đèn màu là một cái bóng đèn Wi-Fi 16 triệu màu, chúng ta dễ dàng cài đặt bất kỳ màu nào chúng ta thích. Thích màu hồng thì có màu hồng, thích màu cam thì có màu cam, màu xanh dương, màu xanh lá, đầy đủ màu. Và bên trong cái app EZV người ta còn để sẵn một số preset cho anh em nữa. Anh em thích lãng mạn thì có thể chọn cái preset romantic. Anh em có thể trang trí Noel, tiệc Halloween, rất là nhiều thứ ha. Chúng ta có thể dùng nó như đèn trắng, dùng cho nó như đèn vàng. Nói chung là cái app thì có đầy đủ cái tính năng để em sử dụng. Bây giờ mình sẽ demo gắn cái bóng đèn EZV LB1 đèn màu để chúng ta xem. Mình sẽ gắn nó vào trong cái đuôi đèn E27, rất là đơn giản. Rồi, mình sẽ mở nó lên. On, off, on, off, on. Khi mình mở lên như vậy thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ kết nối. Anh em thấy nó sẽ sáng rồi mờ ha. Giờ mình sẽ mở cái app EZV lên và mình nhấn dấu cộng thêm bóng đèn thông minh. Nó sẽ tìm thấy bóng đèn này. Đó, nó sẽ báo, nó hỏi mình là bóng đèn có đang chớp tắt hay không. Mình nói có, next step. Mình sẽ kết nối với lại wifi của bóng đèn. Đây, hiện wifi bóng đèn lên. Kết nối vào wifi bóng đèn xong. Sau khi nó kết nối với lại cái mạng wifi của mình xong là coi như là mình nhấn next. Điều mình thích ở cái sản phẩm EZV là chúng ta chỉ cần dùng một cái app là app EZV để quản lý và sử dụng tất cả những cái sản phẩm của họ. Từ camera cho tới ổ cắm thông minh tới đèn thông minh thì chỉ cần các bạn một app thôi. Các bạn mở app lên là có thể điều chỉnh đèn được liền và chúng ta có thể tắt hoặc là mở đèn. Ở cái phần scene này thì chúng ta có sẵn những cái tùy chọn, ví dụ như tùy chọn lúc ngủ, tùy chọn lúc đọc sách, tùy chọn lãng mạn, tùy chọn trang trí Halloween, tùy chọn trang trí tiệc Giáng sinh. Và ở những cái preset này anh em đều hoàn toàn có thể điều chỉnh màu theo ý của anh em nha. Ví dụ như anh em chọn cái tùy chọn trang trí lễ Giáng sinh và anh em có thể nhấn edit và chúng ta chọn thành màu xanh, màu đỏ hoặc là màu đỏ, màu vàng, màu vàng, màu tím gì đó. Những cái preset này là hoàn toàn có thể tùy biến được và chúng ta tùy biến thoải mái. Nếu như mà anh em muốn điều chỉnh màu sâu hơn thì chúng ta có thể nhấn vô cái tab color ở giữa này và chúng ta tùy biến đèn màu của cái bóng đèn này. Bóng đèn EZV LB1 đèn màu này thì nó tiêu thụ điện năng rất là thấp, chỉ có 8W thôi anh em à. Và nó có thể hiển thị 16 triệu màu, cho nên là khả năng chỉnh màu của nó rất là sâu và rất là mịn. Thì anh em có thể thấy mình đang demo thử những cái màu ở trên cái app. Thì anh em dùng cái app EZV á, thì anh em có thể điều chỉnh màu rất là sâu, muốn màu gì cũng có được hết. Anh em cũng có thể sử dụng Google Home hoặc là Google Assistant để chỉnh đèn màu. Hiện nay thì dùng Google Home và Google Assistant thì chỉ đổi được từ trắng sang vàng thôi, chưa có đổi được những màu khác như xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng mà sau này khoảng mình nghe nói khoảng chừng 1 tháng nữa thì anh em cũng có thể dùng Google Assistant và đổi được nhiều màu khác nhau nữa. Thì anh em chờ các bạn nâng cấp. Cái bóng đèn này nó có tính năng hẹn giờ ở trong app EZV và anh em có thể thêm được rất nhiều những hẹn giờ. Ví dụ như anh em có thể chọn cái mẫu là mỗi ngày nó tự động mở lên vào mấy giờ, tự động tắt đi vào mấy giờ. Thì trong tùy biến trong cái app này rất là sâu, anh em muốn thêm được bao nhiêu cái cũng được hết, muốn thêm 5 cái hoặc là thêm 10 cái cũng được, theo tùy ý mình thôi. Ví dụ mình có thể setting là mỗi buổi chiều tối khi mình đi làm về lúc 6 giờ tối
bóng đèn ở trong phòng, bóng đèn trang trí nó tự động mở lên, thì mình có thể set như vậy. Và mỗi 8 giờ sáng thì nó tự tắt đi, thì chúng ta cũng có thể set như vậy. Chúng ta có thể thêm rất là nhiều những cái timer để chúng ta tùy biến cái bóng đèn, tùy biến cái môi trường không gian của chúng ta. Ví dụ anh em đi làm một ngày mệt mỏi đi về, thì anh em muốn về nhà bóng đèn nó ấm cúng mát mẻ gì đó, thì em có setting. Và chúng ta có thể xóa những cái tùy biến này rất là nhanh luôn trong app, chỉ cần vuốt qua cái là xong thôi. Song song với việc sử dụng những cái bóng đèn thông minh thì chúng ta có thể trang bị thêm những cái ổ cắm thông minh này. Đây là mẫu ổ cắm T30B. T30B là cái ổ cắm có khả năng thống kê lượng điện tiêu thụ. Anh em mở cái app lên, anh em nhấn vào trong cái app là anh em có thể biết được cái lượng điện. Thì việc cài đặt cái ổ cắm này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta cắm vào và chúng ta scan cái code QR là có thể thêm cái thiết bị này vào trong cái app EZV. Thì cái ổ cắm này bản thân nó cũng rất là tiết kiệm điện. Và anh em có thể hẹn giờ nè, anh em có thể điều khiển thông qua app nè, anh em có thể điều khiển từ xa, có thể điều khiển giọng nói. Cái này nó chịu lửa lên đến 750 độ C và công suất của cái này nó chịu được lên đến 2300W, cho nên chúng ta có thể cắm vào rất là nhiều thiết bị ha. Chúng ta ví dụ như là cắm một cái ống siêu tốc vào nè, hoặc là chúng ta cắm vào bóng đèn như mình đang dùng ở nhà, hoặc là anh em cắm vào một cái hệ thống ổ cắm để anh em cắm 2-3 bóng đèn vào đó để anh em có thể điều khiển những cái bóng đèn đó, những bóng đèn trang trí anh em đang dùng ở trong nhà. Nói chung là cái khả năng sử dụng nó thì rất là nhiều. Kết nối cái ổ cắm thông minh EZV T30 vào trong hệ thống điện của chúng ta thì chúng ta chỉ việc cắm nó vào thôi. Bên hông nó sẽ có cái đèn LED nó báo này, màu xanh này, đèn LED này nó sẽ báo. Và sau đó thì anh em chỉ việc mở cái app lên rồi chúng ta quét cái mã QR. Sau khi anh em quét mã QR thì việc kết nối ổ cắm vào hệ thống mạng của anh em cũng rất là nhanh, và kết nối vào trong cái app này cũng rất là nhanh thôi. Sau khi kết nối thì chúng ta sử dụng thôi, rất là đơn giản. Hiện nay thì anh em có thể điều khiển những cái thiết bị này từ bóng đèn cho tới những ổ cắm thông minh bằng cái Google Assistant, và có thể nói tiếng Việt với nó và nó có thể hiểu được luôn. Tắt đèn sofa. Tôi hiểu rồi, đang tắt sofa light đi. Khác với bóng đèn là chỉ có một cái mục đích sử dụng, cái ổ cắm thông minh thì anh em có rất là nhiều mục đích sử dụng khác nhau ha. Chúng ta có thể ví dụ như gắn vào cái hệ thống đèn, như mình gắn vào hệ thống đèn đây, hoặc là anh em có thể bỏ vào một cái thiết bị điện nào đó mà anh em cần sử dụng hàng ngày. Ví dụ nha, mình gắn vào một cái máy pha cà phê đi, và mỗi buổi sáng mình set up cho nó là tự động bật lên vào giờ nào đó, hoặc là mình nói bằng Google Assistant hoặc mình nói bằng Alexa cho nó sẽ nghe và nó sẽ tự động bật theo cái ý của mình. Bật máy pha cà phê. Tất nhiên là được, đang bật máy pha cà phê lên. Hoặc là mình hẹn giờ đi. Ví dụ như là anh em cắm một cái thiết bị gì đó và anh em chỉ muốn nó hoạt động thêm một cái thời gian nào đó thôi, 15 phút, 20 phút gì đó, thì chúng ta có thể bật tính năng hẹn giờ, bật tính năng đếm ngược, hoặc là chúng ta set theo nó một cái kế hoạch nào đó. Mình ví dụ chúng ta có một cái hệ thống máy tính ở nhà và chúng ta muốn cho con chúng ta chỉ chơi máy tính vào 8 giờ tối cho tới 9 giờ tối mỗi ngày thôi, sau đó thì điện nó không lên, thì ví dụ vậy, chúng ta có thể sử dụng cái ổ cắm T30B này, chúng ta cắm vào cái hệ thống máy tính của chúng ta. Và bởi vì cái này nó có thể cung cấp điện lên tới 2300W nữa, cho nên nó thoải mái kéo cái hệ thống máy tính ở nhà chúng ta ha. Thì anh em set up là chỉ có giờ đó thì mới lên, còn giờ khác thì nó không lên, thì có thể hoàn toàn có thể làm được những cái việc đó. Rồi bởi vì cái T30B này nó có thể kiểm soát được lượng điện nữa, anh em có thể biết được là cái lượng điện tiêu thụ khi mà sử dụng cái này là bao nhiêu, lượng điện tiêu thụ những cái thiết bị cắm vào trong đây là bao nhiêu, và nếu như thiết bị đang bật hoặc thiết bị đang tắt thì anh em có thể hoàn toàn có thể kiểm soát được. Song song với cái mẫu bóng đèn LB1 đèn màu và cái ổ cắm T30B thì EZV họ cũng giới thiệu cái mẫu đèn LB1 đèn trắng. Nó cũng đầy đủ tính năng như là cái LB1 đèn màu vậy. Tuy nhiên thì cái bóng đèn đó nó có màu trắng ấm, anh em cũng có thể điều khiển qua app, cũng có thể điều khiển giọng nói, nhưng mà cái màu sắc của nó thì chỉ có màu vàng ấm thôi ha. Còn cái ổ cắm á, thì song song với lại cái T30B thì có cái T30A cũng điều khiển bằng giọng nói, cũng rất là tiết kiệm điện và anh em cũng hẹn giờ, rồi công suất tiêu thụ cũng rất là lớn. Tuy nhiên cái T30A thì nó không có cái tính năng kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ. Đây là cái video trên tay hai sản phẩm thuộc cái hệ sinh thái nhà thông minh của EZV, là cái ổ cắm T30B và bóng đèn LB1 đèn màu. Theo mình thì đây là những cái sản phẩm rất là ổn để chúng ta nâng cấp chất lượng cuộc sống chúng ta lên. Chúng ta có thể điều khiển nó bằng giọng nói, chúng ta có thể sử dụng app để hẹn giờ cho nó hoạt động theo ý của mình. Ví dụ như tự mở vào giờ nào đó, tự tắt vào giờ nào đó. Riêng cái sản phẩm cái ổ cắm thì cá nhân mình nghĩ đây là một sản phẩm rất là ổn khi chúng ta gia đình có người già, gia đình có trẻ em, hay là những người làm bận rộn muốn tiết kiệm thời gian trong cái cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể vận dụng ổ cắm này để tự động hóa cái cuộc sống chúng ta lên. Cảm ơn em, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo của Tinh Tế ha. Chúc anh em một ngày thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.